Cảm động lời tâm sự của một sơ bác sĩ sau đêm trực BI tại bệnh viện dã chiến. Trên trang Facebook của sơ Du Minh, dòng Đa Minh Rosalima, sơ chia sẻ câu chuyện cảm động như sau. Sơ em tôi đã đóng đô ở bệnh viện dã chiến số 12 gần 2 tháng qua. Không thánh lễ, không giờ kinh chung, cơm chung với cộng đoàn. Em chỉ gặp bệnh nhân. Những câu chuyện sơ em Hương Thảo Nguyễn viết ra đây thật là trăn trở. Tôi ráng đọc cho đến hàng chữ cuối để hiểu và cảm thông với em, cũng như các y bác sĩ và các tình nguyện viên đang phục vụ tại các bệnh viện. Thường mà chẳng làm gì được, chỉ cầu nguyện thêm cho em và thi thoảng gọi phone nói tếu với em một tí để cùng lên dây cót cho nhau, để biết rằng chị vẫn ở đây bên em. Xin gửi đến bài viết chưa giáo mực của sơ Hương Thảo dòng Đa Minh Rosalima vừa ra ca trực đêm mùng 1 tháng 9 năm 2021 như sau. Sau khi kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng oxy và cho thuốc các bệnh nhân có triệu chứng từ nhẹ đến nặng, các bệnh nhân đang thở oxy các kiểu cũng đã ngủ. Tôi cố gắng chợp mắt một xíu cho đỡ mệt, nhưng hai con mắt cứ thao láo. Ừ thì không ngủ được vì lòng mình còn thức với bệnh nhân, lòng mình còn trăn trở nhiều thứ và một chút chịu nặng. Câu chuyện thứ nhất, bác sĩ ơi, cho tôi xin tên và số điện thoại nhé. Có việc gì không bác? Để nếu tôi có mệnh hệ gì hoặc không qua khỏi thì con trai tôi liên lạc với bác. Tôi gửi cái phí và giấy tờ này cho bác sĩ giữ. Tất cả những gì tôi muốn nói đều được viết ra giấy này rồi. Bác ơi, sức khỏe bác hiện tại ổn hơn rất nhiều rồi. Bác không còn thở máy nữa, sẽ nhanh khỏe lại thôi. Bác vui vẻ và suy nghĩ tích cực lên nha. Giờ việc quan trọng nhất của bác là ăn ngủ, vận động cho ngon lành và thật yêu đời, yêu chính mình bằng việc thở thật tốt ạ. Có thật là bác khỏe hơn không? Thật mà bác. Bác xem nè, oxy của bác cao lắm nè, 96-97%, huyết áp ổn định lắm, 140/80. Giờ bác nằm xuống chợp mắt ngủ xíu cho khỏe, con vẫn ở đây canh cho bác mà, bác yên tâm ngủ nha. Đây là bệnh nhân nhập viện trong ngày tôi sàng lọc, bác nhập viện trong tình trạng nặng, nồng độ oxy chỉ còn 84% với các bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn. Hôm nhập viện, sau khi cho bệnh nhân thở oxy và bác sĩ cấp cứu xử lý thuốc, tôi đã cầu nguyện với Chúa và dâng sức khỏe cùng sinh mệnh của bác cho Chúa. Tôi ký nhận giấy bệnh mà lòng không thể an tâm bởi tình trạng của bác. Tôi không nhận thì sẽ không an toàn cho trách nhiệm của mình. Nhưng nếu không nhận chuyển bệnh nhân sang bệnh viện tuyến cao hơn, chắc gì bác sẽ được cứu khi mà sự quá tải nơi các bệnh viện trên là quá rõ ràng. Bác sẽ không phải là đối tượng ưu tiên để thở máy. Cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ và ban sức khỏe cho bác. 2. Cô ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cho tôi chết đi được không? Tôi chỉ có một ước nguyện sau cùng là được chết ở nhà chứ không phải ở bệnh viện. Cô làm ơn giải quyết cho tôi đi. Bệnh nhân đã nhiều lần tự bỏ mặt nạ oxy ra và không chịu tiêm thuốc. Nhưng bà xã của ông thì nát nỉ, khóc nấc lên bên đầu dây bên kia. Bác sĩ ơi, làm ơn cứu chồng tôi. Tôi và ông ấy gắn bó với nhau gần 40 năm rồi, hu hu. Không con cái gì hết. Bác sĩ giúp tôi lên đó để chăm sóc cho ông chồng tôi được không? Hu hu. Bác đang ở đâu? Tôi đang ở khu cách ly Củ Chi. Sau 30 phút trình bày với phòng, xe cấp cứu đưa bà lên với ông lúc 1 giờ sáng. Bà, alo, bác sĩ mà không cho tôi thuốc để ngủ, tôi nhảy lầu đó. Chị bình tĩnh, chị nói tình trạng sức khỏe hiện tại của mình cho bác sĩ nghe đi. Tôi vào đây 2 ngày rồi mà không ngủ được, cái đầu nó căng như dây đàn, không chữa cho tôi nhảy lầu cho xem. Chị nói hết chưa, để bác sĩ nói nè. Khi sáng nhân viên y tế đi kiểm tra sinh hiệu cho chị chỉ nói đau đầu thôi thì bác sĩ cho chị uống thuốc đau đầu rồi đó. Giờ bác sĩ sẽ lên khám cho chị và sẽ cho chị thuốc.
Hôm sau, bác sĩ ơi, nhớ cho chị uống thuốc giống hôm qua nhé, mà uống thuốc đó có bị nghiện không bác sĩ? 4. Alo, bác sĩ ơi, cái môi của em nó bị sao đó, sưng tấy và bầm dập luôn. Sau một hồi, bệnh nhân không thể quanh co thú nhận. Em tự cắn môi mình đó, tại em thấy miệng mình không có vị giác gì hết. Cũng bệnh nhân này, hôm sau nghĩ rằng huyết áp mình tăng nên tự ý dùng thuốc hạ áp mang theo uống rồi gọi điện báo say sẩm, đi đứng không vững. Hớt hải leo lên tầng 15 khám thì huyết áp tụt xuống còn 80/51, phải cắm chai truyền dịch gấp. 5. Và tình hình lại trở nên tình hình hơn khi sáng nay kho dược báo hết thuốc tiêm, chỉ còn thuốc uống. Tình trạng chung của nhiều bệnh viện chứ không của riêng bệnh viện mình đang tham gia điều trị bệnh. Chẳng đặng đừng trước tình trạng ngặt nghèo này, bởi với bệnh nhân được tiêm thuốc vẫn tốt hơn nhiều so với việc uống. Lòng tôi lại không yên nên gọi điện hỏi mấy công ty dược để hỏi thuốc. Câu trả lời là sơ ơi, em hết hàng này rồi, hàng này cháy từ tuần trước. Tính là hỏi thuốc rồi đặt hàng xong mới đi làm cái bang. Mà giờ thuốc chưa biết có hay không nữa, vì bên công ty dược cũng chỉ nói để em hỏi giúp sơ xem có không rồi trả lời sơ sau. Thật là buồn và lực bất tòng tâm mà. Và cả những điều linh tinh khác làm đau đầu nhân viên y tế, kiểu như cô ơi, tôi không có cái này, tôi cần cái kia, tôi không ăn cơm được, tôi muốn ăn thứ này thứ nọ, bác sĩ mua ship vào cho tôi đi. Nhiều bệnh nhân khi được trả lời đây là bệnh viện chứ không phải siêu thị thì tỏ vẻ không hài lòng, cho là bị nhốt vào đây, không có tự do, không có quyền dân chủ. 2. Thật là tuột cảm xúc khi gặp những đòi hỏi vô lý như thế này. Gần sáng luôn rồi, lại đến với bệnh nhân trước khi giao ca trực cho bác sĩ khác. Ước mong, niềm hy vọng luôn còn đó trong những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguyện cho những trái tim, những bàn tay nhân ái đụng chạm được vào sức sống với mỗi bệnh nhân, để tất cả chúng ta đều được về nhà với nụ cười trên môi và tình yêu trong tim. Trong ngày mới bằng tình yêu và lời cảm ơn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho tôi thêm ngày mới để yêu thương. Hết trích. Nguồn tin và ảnh Sơ Du Minh. Thưa cộng đoàn, qua câu chuyện trên chúng ta hiểu hơn những sự đau đớn về thể xác và tinh thần nơi bệnh nhân, những sự vất vả hy sinh của các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đúng không ạ? Xin cảm ơn sơ bác sĩ Hương Thảo thật nhiều. Nguyện xin Chúa đẩy lùi dịch bệnh, ban bình an tới quê hương đất nước Việt Nam chúng con và toàn thể nhân loại. Amen.